Nếu bạn muốn mình trẻ lâu hơn, ít mắc các bệnh lý, bệnh tật cơ xương khớp hay là mình muốn sống lâu, sống khỏe hơn mỗi ngày thì tuyệt đối không được bỏ qua 8 bài tập yoga trẻ hóa cơ thể sau đây nhé. Các tư thế yoga giúp bạn thứ nhất là giãn mềm toàn bộ cơ thể của mình, giúp máu huyết chúng ta lưu thông tốt hơn, phòng ngừa các bệnh lý về cơ xương khớp và các bệnh lý về huyết áp cũng như là tim mạch đồng thời các bài tập kết hợp với hơi thở à, giúp chúng ta nạp đầy năng lượng, giúp chúng ta tái tạo tế bào tốt hơn và tăng cường quá trình trao đổi chất cũng như là đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta. Thì 8 bài tập này à, rất là dễ được Kiba chọn lọc và kể cả bạn là người chưa tập yoga bao giờ, thậm chí các vẫn bạn 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 gặp các bệnh lý về cơ xương khớp thì hoàn toàn có thể thực hiện bài tập này nhé. Rồi chúng ta sẽ vào với à, tư thế đầu tiên. Với tư thế đầu tiên, các bạn sẽ đứng lên với khoảng cách. À, bài tập này không cần thảm nhá. <laughs> tập ngay tại nhà cũng được nhá. Kể cả bạn đang đi giày vẫn có thể tập được bài tập này. Khoảng cách giữa hai chân chúng ta cách nhau một gang tay, cách thực hiện như sau này, chú ý này. Bạn hít vào đầy một hơi, kiễng ngót chân chúng ta lên, đồng thời vươn cao tay lên để kéo giãn toàn bộ cuộc sống. Cố giữ cân bằng nhá. Vươn căng tay về sau và với thật cao lên. Sau đó bạn đưa tay sang hai bên ra ngang này. Vươn căng tay về phía sau để căng đồng ngực về trước. Rồi hạ xuống, thở ra hạ cả gót chân theo Đặc biệt những ai bị thoái hóa cổ vai gáy, động tác này rất là dễ chịu, nó giãn toàn bộ cơ thể luôn, rất là thích luôn. Nhìn lại nhá. Hít vào này. Hít vào vươn tay này, kiễng gót chân này. Vươn căng tay sang hai bên. Đẩy căng ngực lên, sau đó hạ xuống, thở ra. Qua wow, cảm giác nó kéo căng tay, đặc biệt ai hay sử dụng máy tính ấy, hoặc là xem điện thoại nhiều ấy là cũng hay bị mỏi tê tay chúng ta. Rất dễ đúng không? hít vào vườn thế thì với những bạn ban đầu chưa quen thì chúng ta kiễng lên có thể hơi đổ người về trước không sao cả quá trình kiễng chân giúp bạn tập trung tối đa hơn và kích hoạt nhóm cơ chân chúng ta khỏe hơn gọi là lợi ích hai trong một với tư thế này thì bạn thực hiện làm 8 lần cho cái ba nhé thực hiện làm 8 lần ok sang tư thế số 2 à tư thế này rất là dễ chịu luôn đấy cách thực hiện như sau này à, chúng ta sẽ hít vào rồi vươn tay bên phải của mình lên đồng thời dồn hết trọng lượng sang trên bên phải này kiễng cao chân trái lên căng tay ra với căng tay nhé để được kéo giãn toàn bộ cơ thể của chúng ta vươn cao lên này thở ra rồi bạn nghiêng sang bên trái nó sẽ kéo giãn từ suốt cánh tay hết sườn bên phải này rất là dễ chịu luôn vươn căng xoay ngửa nhìn lên trên này sau đó nâng lên và hạ tay xuống rất dễ đúng không <laughs> nhìn lại nhá đổi bên này hít vào vươn tay trái kiễng chân phải lên căng lên căng lên đẩy ngược lên thở nghiêng sang bên phải rồi nâng lên hạ tay xuống oh, tập phát thấy dễ chịu ngay lập tức với tư thế này thì các bạn cũng thực hiện làm 8 lần cho mỗi bên chú ý động tác này nó có hai bên nhé các bạn phải tổng lại là 16 lần chúng ta chỉ đều làm hai bên được không rồi sang tư thế thứ ba tư thế này sẽ tăng cường một level nâng cao hơn của tư thế nghiêng vừa rồi nó hỗ trợ cho bạn là bổ trợ cho cái phần cổ vai gáy của chúng ta cách thực hiện như sau hít vào tay phải sẽ đưa vào sau đầu đặt sau đầu này tay trái bạn vòng sau lưng chúng ta chạm cái uh, mu bàn tay vào eo bên phải đẩy ngược lên và vẫn kiết chân trái lên nhá chân trái lên thở ra bạn nghiêng sang bên trái nó sẽ căng hơn đấy chúng ta đẩy khuỷu tay phải về sau này đẩy cái tay phải về sau rất là dễ chịu sau đó nâng lên hạ tay xuống đấy. đặc biệt những ai bị thoái hóa nặng của vai gáy chúng ta phải tập động tác là nhiều hơn nhá đổi bên này hít vào tay trái là sau đầu này tay phải vòng về sau eo này Kiếp chân phải lên rồi thở ra nghiêng sang bên phải các bạn cố gắng hít thở bằng mũi nhé Nâng lên Hạ xuống Rất dễ đúng không ạ? <laughs> rất là dễ đúng không? Tư thế này cũng 8 lần cho mỗi bên Đặc biệt tập vào buổi sáng động tác này rất là tỉnh táo luôn Và tập buổi tối thì rất là dễ chịu à, Dễ chịu cho chúng ta có thể ngủ ngon giấc hơn Rồi sang tư thế thứ tư Động tác này rất là thích luôn ấy. Giãn mở toàn bộ lồng ngực và hỗ trợ hơi thở chúng ta sâu hơn Cách thực hiện này Hít vào bạn đan hai tay sau lưng Chú ý hít sâu nhé thở ra chúng ta nắm chặt tay lại tùy độ uh, linh hoạt ở khớp vai mỗi người đừng có quan trọng nhá đẩy được bao nhiêu thì đẩy thở ra bạn đẩy căng ngực về trước Ng ngừa căng cổ nhìn chéo lên trên này chúng ta hơi mím hơi 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 mím chặt môi lại nhá để căng ra cổ lên trên để căng tay ra xa sau đó buông lỏng ra yeah. hà xuống chúng ta lặp lại nhìn này hít vào để căng ngực lên chúng ta hơi nén thở một chút nhá để căng ra cổ lên trên để căng tay rồi buông lỏng và thở ra à, tư thế, thế này mở rộng đặc biệt những ai mà hẹp hơi thở hay bị hụt hơi chúng ta tập động tác này nhiều hơn để làm khoang ngực chúng ta nó linh hoạt nhiều hơn số lần thực hiện cũng là 8 lần các bạn nhé 8 lần cho động tác vừa rồi đó là tư thế, thế thứ tư à, sang tư thế, thế thứ năm đúng không các bạn tư thế, thế thứ năm sẽ hỗ trợ các bạn là tăng cường sức mạnh cho cơ bụng và hỗ trợ lưng đặc biệt những ai bị đau lưng chú ý nhé động tác này làm thật cẩn thận nhé nó <laughs> dễ thôi nhưng mà chú ý một chút thôi nhé hai chân vẫn cách rộng bằng một gang tay, hít vào này, bạn siết cơ đùi lại, nào nghĩ cơ đùi siết cơ đùi lại, gồng cơ bụng lại, chúng ta vươn thẳng tay về phía trước, bạn đẩy phần hông về phía trước này, để cho kích hoạt cơ bụng chúng ta nó buộc nó phải siết cứng cơ bụng lại, săn chắc cơ bụng lại, chúng ta tay vượt qua đầu, nhá đẩy phần bụng trước này, cảm giác rắn chắc cơ bụng lại, hơi ngả một chút thôi nhá, không 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 cần nhiều đâu, rồi nâng lên, hạ xuống, thở ra, chú ý nhé, chúng ta đẩy phần eo này, cặp quần chúng ta về phía trước và gồng cơ bụng, tay vượt qua đầu nâng lên thở ra à, có thể một số, số lỗi sai chúng ta chủ quan mà thấy dễ quá nhưng chúng ta cố gắng ngửa thật xa thì không cần ngả xa nhé cũng không trùng gối như này đâu nhé thẳng chân hít vào này nén thở gồng bụng tay vượt qua đầu tay có thể chạm vào nhau gồng đùi lại Đứng lên thở ra à, Nếu làm đúng người bạn sẽ cảm thấy hơi rung 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 lên chút đấy <laughs> chú ý nhé thì tư thế này thực hiện làm 8 lần đơn giản lắm các bạn <laughs> rồi sang tư thế số 6 đúng không Bây giờ bạn sẽ bước rộng hai chân của mình ra Hai chân chúng ta đang song song được Thì bây giờ bạn chú ý này Bước rộng làm sao tạo thành góc vuông ở dưới háng của chúng ta Ước lượng thôi, ước lượng thôi Sau đó bạn xoay hai bàn chân sang hai bên một góc 45 độ So với hướng thẳng của khuôn mặt của bạn này. Hướng thẳng, xoay sang hai bên 45 độ Rồi, chúng ta này sẽ hỗ trợ tăng sự linh hoạt cho phần chân Đặc biệt những người mà đi lại nhiều, ngồi nhiều Hoặc là bị tê tức toàn bộ phần chân, đau dây thần kinh tọa Thì tập động tác này nhiều hơn nhé Cách thực hiện đơn giản thôi, như sau này Hít vào hai tay chúng ta vươn lên, hai tay chắp lại này. Thở ra thì bạn trùng gối xuống, bạn cố gắng hạ thấp mông xuống và đầu gối chúng ta đẩy căng sang hai bên, đẩy căng hai bên. Cảm giác bạn thấy cái căng hết toàn bộ vùng khớp háng này. Đẩy ngực lên. Đó, sau đó từ từ nâng lên, hạ tay xuống. Rất đơn giản đúng không? Nhìn lại nhá. Hít vào. Đẩy ngực lên này. Thở ra trùng gối để căng gối sang hai bên. ta là dễ chịu lắm. Nếu ai ngồi nhiều mà ngồi máy tính nhiều ấy. Nâng lên hạ xuống cảm giác nhá cảm giác là căng toàn bộ phần khớp háng này nhưng rất là dễ chịu hỗ trợ được không ờ, động tác này cũng thực hiện 8 lần thôi rất đơn giản toàn bộ 8 tư thế này nếu mà tập trong vòng chưa đầy 15 năm phút là bạn có thể trải nghiệm được toàn bộ bài tập này rồi rồi vẫn tư thế này nhưng nâng cao hơn một chút quan sát cách thực hiện này tay bạn đặt lên đùi tay 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 đặt lên đùi hít vào đẩy ngược lên này đẩy ngược lên thở ra bạn trượt tay sang hai bên sang gối này để căng gối ra sau đó tùy độ khỏe tư độ linh hoạt các bạn chú ý lưng thẳng nhé rồi bạn trượt tay xuống bắp chân cổ chân hoặc nâng cao hơn bạn tay đặt tay xuống thẳng với tư thế này thì chúng ta sẽ giữ nguyên trong vòng 30 giây chú ý đẩy căng gối sang hai bên nhé cảm giác căng linh hoạt toàn bộ vùng khớp háng các bạn và nếu bạn linh hoạt hơn thì có thể nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn là trùng tay sâu xuống nhưng không bắt buộc nhé chú ý là không bắt buộc đừng để lưng bị cuộn cong như thế này nhé lưng thẳng ra lưng thẳng ra Tất nhiên linh hoạt hơn thì tớ có thể chạm tay được xuống Nhưng chúng ta không cần bắt buộc như vậy Chúng ta thể chạm tay như thế này cũng được Giữ 30 giây Sau đó nâng lên, thả lỏng chân Dễ không? <laughs> tập động tác rất là đơn giản nhưng mà mang lại cái sức khỏe rất là tuyệt vời Để chúng ta luyện tập mỗi ngày Ok, và bây giờ là tư thế cuối cùng Hai chân chúng ta vẫn bước rộng như cũ Tư thế này sẽ giữ tư thế trong vòng 30 giây Cách thực hiện Hít vào, hai tay đặt lên đùi Thở ra, tay chúng ta trượt ra đầu gối Chú ý nhé, Ngón tay chúng ta hướng ra bên ngoài này. Bạn dùng tay để căng gối ra và xoay vặn người sang bên trái. Giữ nguyên chú ý đấy. lưng thẳng nhá, lưng thẳng, xoay nhìn về sau. Tay chúng ta để rộng gối ra và giữ nguyên trong 30 giây. Hơi thở chúng ta hít thở bình thường thôi, không cần phải quá, quá quá căng thẳng. Hít thở bằng mũi là được. Đấy sau đó bạn đổi bên với bên còn lại. Với bên còn lại. Đó để căng sang hai bên. Rất là dễ chịu đúng không ạ? thu lại Thì đó là 8 tư thế mà giúp chúng ta giãn mềm toàn bộ thân Đặc biệt là hỗ trợ tuyệt vời cho những ai đang bị đau mỏi cơ xương khớp Người chúng ta mệt mỏi, khó thở hoặc là yếu cái hơi thở của mình Thì chúng ta hãy luyện tập mỗi ngày Thì bạn tin chắc rằng trong khoảng vài buổi thôi Thậm chí bạn tập đúng một vòng thôi Bạn cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn rất là nhiều rồi và để đầy đủ hơn nếu các bạn muốn khỏe mạnh hơn nhiều hơn Thì cái bạn gửi tặng bạn những cái bộ giáo án bài tập Ví dụ như nếu bạn bị đau cổ vai gáy Thì bạn có một chuỗi à, 7 ngày dành cho những người cổ vai gáy Hoặc là ai bị đau lưng thì có thể à, tập luyện chuỗi yoga để phục hồi phần lưng hoặc những ai mà muốn săn chắc cơ thể nhiều hơn thì các bạn có chuỗi các cái bài tập 7 ngày để hỗ trợ bạn và để xem ở trong phần mô tả để lựa chọn cho mình những bài tập tuyệt vời nhất và đừng quên là lưu lại bài tập này hoặc chia sẻ nó cho những người thân yêu xung quanh chúng ta để họ cũng khỏe mạnh hơn vui vẻ hơn đúng không các bạn và cái ba sẽ còn gặp lại các bạn trong những à, kiến thức chia sẻ để nâng cao sức khỏe ngay tại nhà trong những phần tiếp theo xin chào